Thưa quý vị, người phụ nữ 30 tuổi ở Sóc Trăng bị ho khan tức ngực kéo dài sau khi đi khám phát hiện khối u trung thất có kích thước lớn chèn ép tim và phổi phải. Các bác sĩ bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long thành phố Cần Thơ đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u nang trung thất to 15 cm, nặng khoảng 200 g cho người phụ nữ này. Sau gần 1 giờ phẫu thuật, ekip bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ khối u mang ra ngoài chỉ qua 3 vết mổ nhỏ từ 5 đến 10 mm khối u trung thất có kích thước to 15 cm nặng khoảng 200 g. Sau 2 ngày phẫu thuật, người bệnh đã hồi phục tốt, hết ho khan tự ăn uống sinh hoạt được, chỉ số sinh hiệu bình thường và được xuất viện sau 3 ngày điều trị. Thạc sĩ bác sĩ Trần Quốc Tuấn khoa ngoại tim mạch lồng ngực, hồi sức tim phẫu thuật viên thực hiện ca mổ cho biết, U trung thất chiếm 90% các bệnh lý của trung thất, đa phần là các khối u ác tính. Vì tính chất nguy hiểm, các khối u trung thất cần được chẩn đoán, phát hiện và xử lý kịp thời để tránh các biến chứng phức tạp có nguy cơ gây tử vong.